thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 355 người giảng lão pháp sư tịnh không các vị đồng học xin mời mở kinh ra kinh vô lượng thọ tam bối giảng sanh đệ nhị thập tứ, chúng ta bắt đầu xem kinh văn từ phần thượng bối kỳ thượng bối giả xả gia khí dục nhi tác sa môn phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm a di đà phật tu chư công đức nguyện sanh bị quốc đến chỗ này là một đoạn trong đoạn này có ba đoạn nhỏ lần trước chúng tôi đã dạng đến chú dạy cô hoàng lão cư sĩ Dẫn dụng Bổn Kinh Phẩm thứ bảy Chính là kệ tụng Tất thành chánh giác phẩm Kệ tụng này rất quan trọng Thường là quan trọng thì chúng ta Đọc thêm vài lần Dán thêm vài lần Nhất định là có lợi ích phải nên biết chúng ta ngày nay là học phật không phải làm phật học phật học và học phật vẫn phải nên ghi nhớ đó là hai loại sự việc hoàn toàn không giống nhau học phật phải giống như một vị phật phật là gì phật là giác ngộ người giác ngộ Học Phật chính là học một người giác ngộ, một người minh bạch. Ý nghĩa này phải nên biết, nhất định không bị mê hoặc. Mê tín thì đó không phải là học Phật. Vì sao vậy? Họ không giác, giác thì không mê, mê rồi thì liền không giác. Chúng ta là một người mê hoặc điên đảo, hiện nay chúng ta muốn học một người giác ngộ người giác ngộ thì gọi là phật chữ phật này là tiếng ấn độ người ấn độ gọi phật đà ý nghĩa chính là người giác ngộ là người giác những đạo lý này đều phải nên biết bài kệ này phía trước chúng tôi đã nói qua nhưng mà chưa nói xong lệnh bỉ chư quần xanh Nguồn sanh chính là hết thầy chúng sanh Trường dạ vô ưu não Xuất sanh chúng thiện căn Thành tựu bồ đề quả Ngã nhược thành chánh giác Lập danh vô lượng thọ Chúng sanh văn thử hiệu Câu lai Ngã sát trung như Phật Kim sắc thân diệu tướng tất viên mãn Mấy câu kệ này Phía trước chúng tôi đã nói qua phương pháp của ngài như thế nào bạn xem phương pháp của ngài vô cùng thiệt xảo ngài nói ta lấy một tên gọi tên của ta gọi là vô lượng thọ vô lượng thọ là phiên dịch thành tiếng trung quốc tiếng ấn độ chính là a di đà phật ngài lấy cái danh hiệu này và bảo mọi người thường xuyên niệm danh hiệu này Cái danh hiệu này là gì? Danh hiệu này là tánh đức của chính chúng ta Danh hiệu này là chân tâm của chúng ta Tiếng Phạn A Dịch thành vô Di đà dịch thành lượng Phật là giác Cho nên ý nghĩa của từ này Là vô lượng giác Thế xuất thế gian hết thị pháp Quá khứ hiện tại dị lai Thử thế giới tha thế giới Bạn đều có thể giác mà không mê Đây gọi là a di đà Ý nghĩa này thì trong tất cả các tôn giáo khác trên thế giới Việc tán thán đối với thần linh Thì nói là Không gì không biết Không gì không thể Trên thực tế thì trong chữ a di đà Phật là hàm chứa ý nghĩa này Bạn giác rồi thì có thể Bạn không giác thì mới không thể Vô lượng giác đó gọi là không gì không biết Không gì không biết thì Tự nhiên sẽ không gì không thể Trong tôn giáo thì đó là Ca ngợi các vị thần linh Trong Phật Pháp Thì là hiển thị của tự tánh chúng ta A-di-đà Phật là ai? A-di-đà Phật là bản thân mình không phải người nào khác Không phải từ bên ngoài Cho nên danh hiệu này rất hay Bảo bằng ngày ngày đều niệm Đem tự tánh a di đà Phật của mình mà niệm ra Tự tánh a di đà Phật ở đâu? vốn dĩ là có rồi Hiện tại cũng không có thay đổi Vấn đề là ở chỗ nào Là bạn mê mất chính mình bạn không thừa nhận chính mình Vì thì cũng hết cách Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Giúp đỡ chúng ta nhận thức được chính mình Chỉ một câu như vậy thôi Chúng ta hiện tại đáng thương Là không nhận thức được chính mình Nếu như trong tương lai Tôi còn nhiều thời gian để đói Tôi dự định Chúng tôi giảng lại Kinh Hoa Nghiêm Trong 5 năm Như nhất là 7 năm Không quá 7 năm thì viên mãn Kinh Hoa Nghiêm Sau khi viên mãn rồi Thì Tôi muốn đem năm Kinh Một Luận của tịnh độ Giảng lại một lần nữa Nếu lại còn thời gian Tôi lại đem Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Giảng cho mọi người một lần nữa kinh đó rất hay đem những chân tướng sự thật này nói ra được rõ ràng minh bạch nếu như chúng ta có được nền tảng tu học nhiều năm như vậy để mà tiếp nhận kinh thủ lăng nghiêm thì tôi tin chắc cho dù là không thể đại triệt đại ngộ người đại ngộ thì có lẽ có được một ít sau khi nghe thì tích dần tiểu ngộ thành đại ngộ nói một cách khác thì bạn có thể khẳng định chính mình nhận thức được chính mình vẫn chưa thể nào hoàn toàn đem cảnh giới chuyển trở lại chuyển trở lại thì bạn chính là phật đà thì bạn đã thành phật rồi Cho nên sau khi bạn chuyển trở lại rồi Thì bạn có thể nhận biết Có thể khẳng định Việc này tương đối khả quan Gần giới Biên duyên của minh tâm kiến tánh Đó là đại triệt đại ngộ Cho nên Cái công đức danh hiệu này Là không thể nghĩ bạc Có người hiện tại Người biết niệm rất nhiều Nơi đâu cũng có người đang ngày ngày niệm a di đà Phật Nhưng mà như thế nào Họ niệm đó là a di đà Phật của thế giới Tây Phương cực lạc Ngày không phải là a di đà Phật tự tánh a di đà Phật của thế giới Tây Phương cực lạc Là hóa thân của tự tánh a di đà Phật Đạo lý này người biết được rất ít Các vị thường hay làm pháp sự Tam thời hệ niệm của thiền sư Trung Phong Đại sư Trung Phong ở trong khai thị tam thời hệ niệm Đã nói rất rõ ràng Tâm này chính là A-di-đà Phật A-di-đà Phật chính là tâm này ngoài tâm không có phật ngoài phật không có tâm cái tâm rất là khó hiểu nhưng mà ngài đã đem cái tâm này nói được rất rõ ràng tâm thì có nhục đoàn tâm có duyên hư tâm có linh tri tâm Chân tâm là gì? Chân tâm là linh tri, linh minh, giác tri. Trên kinh Lăng Nghiêm thì nói là kiến, văn, giác tri. Chân tâm này nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là tinh thần. Nó không lúc nào không có, không nơi nào không có. Cho nên nếu như bạn chân thật hiểu rõ Chân thật hiểu được rồi Cũng như trong tâm môn người Đại triệt đại ngộ thường hay nói Đầu đầu thị đạo tả hữu phùng nguyên lặn lội khắp mọi nơi tìm chẳng thấy Ngờ đâu tìm được lại chẳng tốn chút công chỉ cần bạn tìm được rồi chỉ cần quay đầu lại trí huệ đức đăng tướng hảo của bạn viên mãn đầy đủ không khác gì với tất cả chư phật như lai trong mười phương đây là thật chúng ta cả đời có thể làm được hay không đại tâm phàm phu thì có khả năng cho nên nói đi nói lại thì tâm lượng nhất định phải mở rộng không nên so đo với bất kỳ người nào với bất kỳ sự vật nào nếu so đo tính toán thì như thế nào việc lợi hại được mất với người khác đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt Tổn hại đối với chính mình Mới thật sự là rất lớn Bởi vì sao? Bởi vì chướng ngại đời này không thể kiến tánh Không thể thành Phật Nếu bạn có thể kiến tánh Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Là thật báo độ Thượng thượng phẩm giảng sanh Phía trước đã nói qua với các vị rồi Phải nên ghi nhớ lời của thiện đạo đại sư Ba bậc chính phẩm Đều bởi gặp duyên không đồng Chúng ta ngày nay gặp được duyên thù thắng Thật vô cùng thù thắng Tôi cảm kích lão sư tôi Cảm kích hộ pháp Ở thế gian này có mà có thể Tìm được một người thứ hai nào Có lòng cảm kích giống như tôi Nguyên nhân là gì? Tôi đã khế nhập rồi Tôi hiểu rõ rồi Từ sâu thẳm đáy lòng Mà sinh ra sự cảm ơn Hầu hết mọi người thì sao? Mọi người thì ngay cả tâm còn chưa tìm thấy Cái gì gọi là tâm cũng không biết Đa số người đều đem duyên lự làm thành chân tâm Duyên lự là cái gì? Tâm phân biệt, tâm chốt trước đem những thứ này làm thành cái tâm, gì thì không phải rồi. Vì sao vậy? Vì cái tâm đó là có sanh, có diệt, chấp trước có sanh diệt, phân biệt có sanh diệt, vọng tưởng có sanh diệt. Liệt khỏi cái này thì đó mới là chân tâm. Chỉ cần liệt khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chân tâm liền hiện tiền. Chân tâm không sanh, không diệt. Không đến không đi Không thường không đoạn Không một không khác Trên Trung Quán Luận nói đến Tám cái không Trong cảnh giới này Thì bạn mới chân thật đạt được Đại tự tại Chân thật là Trí huệ liền hiện ti Cho nên hai câu sau cùng Của bài kệ này Như Phật kim sắc thân diệu tướng tất viên mãn hai câu này là quả đức chỗ quả báo mà bằng chứng được không khác gì với chư phật Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý Hoàng lão cư sĩ Đã nói được rất hay Khả kiến ưu não phàm phu Nhất đăng bị quất Thất giai thân chân kim sắc Diệu tướng như Phật viên mãn cụ túc ngài nói được rất hay ngài nói không sai bạn nói xem lợi ích thù thắng như vậy bạn đi đâu mà tìm đây đừng nói trong đời này bạn tìm không được mà đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay bạn đều không tìm thấy trong đời này duyên xanh gặp duyên không đồng bạn gặp được nhân duyên thù thắng đến như vậy Thì sự việc này liền ở ngay trước mắt Nhưng mà đôi mắt của bạn Phải phóng quang thì mới được Vì sao vậy? Vì bạn mới có thể chiếu kiến Nếu như mắt của bạn không phóng quang Thì dù ở trước mắt bạn cũng không nhận ra vượt qua ngay trước mắt thì bạn nói xem Đáng tiếc biết bao Nghe kinh Nghe mấy mươi năm bằng vẫn nghe không hiểu nguyên nhân gì bằng vẫn chưa buông bỏ phiền não tập khí cho nên nói tới nói lui vẫn phải là phương pháp dạy học lão xưa của phật bồ tát Giới định huệ tam học không thể nhảy dược cấp bậc vào thời xưa dạy học nghiêm khắc Người thành tựu nhiều Người đại thành tựu thì ít Người tiểu thành tựu thì rất nhiều Hiện nay đại thành tựu không có Mà tiểu thành tựu thì lại rất ít Khoa học kỹ thuật thì lớn mạnh nhược bậc Thế nhưng luân lý đạo đức giới định huệ tam học là sự suy thoái rất lớn không phải là tam học suy thoái mà là tự mình học tập đã suy thoái rồi chân tướng sự thật này vẫn là phải rõ ràng vẫn là phải minh bạch Chúng ta phải nên bổ cứu như thế nào Đó chính là Chúng ta phải bổ tập giới định Không có giới định Thì nhất định không thể nào khai huệ Bạn nghe giảng Cũng chỉ là có thể nghe được ngoài da mà thôi Chỉ nghe được là ngôn thuyết Cái ý nghĩa hàm chứa bên trong ngôn thuyết bằng không có cách nào nghe được. Bằng không có lĩnh hội. Cho nên bằng không đạt được thọ dụng, bằng không đạt được pháp hỷ. Giới là quan trọng nhất, trong giai đoạn hiện tại đối với chúng ta thì giới là quan trọng nhất. Giới là gì? Đệ tử Quy là giới thập thiên nghiệp là giới Cao hơn thì không cần nói nữa Đây là căn bản của căn bản Bạn có hay không? Nếu như mà bạn có thập thiện nghiệp Có đệ tử quy Thì bạn rất ít phạm phải lỗi Đối nhân sự thế tiếp vật Ở trong cuộc sống hàng ngày Bạn sẽ rất khoan khoái rất vui vẻ rất ít lỗi lầm chúng ta ngày nay cuộc sống không vui vẻ công việc rất vất vả đối nhân sự thế tiếp vật đều tràn đầy lòng oán hận đây là cái gì là mê Nếu như thực tiễn để tử quy Thì hiện tượng này toàn bộ đều cải đổi Sau đó bạn nghe kinh Thì mới nghe được hiểu Bạn không có những thứ này Thì bạn nghe sẽ không hiểu Dù bạn thân cận tôi 30 năm, 40 năm Thì vẫn sẽ không hiểu Bạn có thể trì giới bạn có thể y giáo phụng hành như thì những thứ mà tôi nói Bạn sẽ hiểu được Nhất định phải thật là Phải buông bỏ Buông bỏ phiền não tập khí buông bỏ hết thảy bất thiện cái ý niệm bất thiện tư duy bất thiện ngôn luận bất thiện tạo tác bất thiện hết thảy đều buông bỏ ngược lại với thập thiện là thập ác là bất thiện đi ngược lại với đệ tử quy hết thảy phải buông bỏ đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo không khó tu đệ tử quy thập thiện nghiệp là bổn thiện của chúng ta nhân chi sơ tánh bổn thiện không phải học mà có vốn dĩ chính là như vậy rồi Hiện tại đã biến chất rồi <laughs> Hoàn toàn không giống nữa Mê rồi Mê mất chân tâm rồi Mê mất bổn tánh rồi Cho nên mới tạo tác hết thảy bất thiện Do gì hết thảy bất thiện Mà biến hiện ra Tam độ ác đạo Cạnh giới bên ngoài Là tùy theo ý niệm mà chuyển biến Cho nên Phật ở trên Đại Kinh thường nói Nhất thiết Pháp tùng tâm tự sanh Trong tâm của bạn nghĩ là tự tư tự lợi Nghĩ tưởng là chanh văn lợi dưỡng Nghĩ tưởng là tham sân si mạng Vì thì cái nhất chân Pháp giới này biến thành cái gì? Biến thành ngạ quỷ, xúc sanh, địa ngục có mấy người mà niệm niệm nghĩ đến là đệ tử quy nghĩ tưởng đến thập thiện nghiệp nói các vị biết các vị niệm niệm mà cái suy nghĩ hành vi tương ứng với đệ tử quy tương ứng với thập thiện nghiệp đạo thì các vị nhất định sẽ không đọa tam ác đạo Vậy thì ở đâu Các vị sẽ ở nhân hoặc thiên đạo Bạn mới chân thật là một người Sẽ không bị mất đi thân người trong đời sau Đời sau có thể còn sống tốt hơn đời này Phước báo hơn đời này Nếu những suy nghĩ Lời nói hành vi của bạn đi ngược lại với đó Thì bạn không phải là người Lời tôi nói thật sự rất khó nghe Nhưng đó là lời thật bởi vì sao bạn đời sao không được ở nhân đạo mà là ở tam ác đạo những lời này tuyệt đối không phải mắng người mà là nói chân tướng sự thật từ trên nền tảng nhân đạo mới xây dựng bồ tát đạo phật đạo Bồ Tát đạo là đại thừa, Phật đạo là nhất thừa. Trên kinh Pháp Hoa nói duy chỉ có nhất thừa pháp, không nhị cũng không có tam, chính là nói cái ý nghĩa này. Nhất thừa pháp, đây là chúng ta không thể không biết. Những người phạm phu chúng ta như vậy Tội nghiệp sâu nặng Thì có thể khí nhập cảnh giới nhất thừa hay không? Đáp án là khẳng định là được Là có thể Như Thiện Đạo Đại Sư đã nói là Do bởi gặp duyên không đồng Duyên Thì bạn phải nhận thức được Đây chính là thiện căn phước đức của bạn bạn phải nhận thức được nó Bạn nắm bắt được nó Phước đức nhận thức là thiền căn Bạn phải nắm lấy Không để cái cơ hội này vượt qua Đây là phước đức Cho nên trên kinh di đà nói Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên Đắc sanh bị quốc Muốn giảng sanh thế giới tiên phương cực lạc Thì điều kiện là nhiều thiện căn Nhiều phước đức Nhiều nhân duyên Ba điều kiện này Trong đời này của tôi có một chút thành tựu như vậy. Các vị đồng học muốn hỏi tôi có thể nói với các vị việc giảng sanh là tôi có nắm chắc Phật, không phải là không nắm chắc. Nếu không có nắm chắc, như vậy thì 55 năm này của tôi đều là uổng công rồi. Tại vì sao có Phật nắm chắc vậy? 55 năm không có nghỉ ngơi. Ngày ngày đều làm ngày ngày sửa lỗi ngày ngày đổi mới sửa đổi lỗi lầm là một sự việc thật sự không dễ dàng nhưng mà nhất định phải chăm chỉ nhất định phải cảm ơn hết thảy chúng sanh hết thảy hoàn cảnh nó đã giúp đỡ cho ta Thiện duyên thuận cảnh Ta tùy thuận mà học Không khởi tham luyến Khởi tham luyến thì xong rồi Liền đọa lạc ngay Nghịch cảnh Ác duyên Nhân sự cũng không tốt Hoàn cảnh cũng không tốt không khởi sân hận. Tuyệt đối không oán trời, không trách người. Biết được đó là gì? Tự mình đã tạo ra nhân ác là nhân bất thiện. Cảm được cái quả báo này thì có chấp nhận hay không? Phải chấp nhận. Hiện tại bạn không nhận thì tương lai vẫn phải nhận. Nếu như tương lai phải thọ nhận chi bằng bây giờ thọ nhận hoang hoang hỉ hỉ mà tiếp nhận nghiệp chướng liền tiêu trừ nghiệp chướng vừa tiêu trừ thì trí huệ liền tăng trưởng phước đức liền hiện tiền hồng kông năm ngoái có một vị lão hòa thượng qua đời là lão pháp sư nhục minh cũng là người bạn cũ của tôi Hình như ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Năm ngoái đã qua đời rồi. Ông biết xem tướng đoán mạng, xem phong thủy. Ông biết làm những thứ này. Ông đến đường Hán Khẩu tìm tôi. Ông nói Pháp Sư tịnh không ngại. Thật là có vận số tốt. Thật ra mà nói Tôi làm gì có vật số tốt chứ Số bạn của tôi ông cũng đã xem qua rồi 45 tuổi chết thì có vận số tốt gì chứ Không ngừng đang cải đổi Bản thân quan trọng nhất là nhận sai Bản thân có lỗi mà không thừa nhận Thì đây là việc tệ hại nhất Người như vậy thì rất khó quay đầu khó nhận sai nhận sai thì bạn mới có thể sửa đổi lỗi lầm mới có sự tiến bộ hay nói cách khác vì sao mỗi năm một hạnh phúc hơn mỗi năm một có trí huệ hơn mừng nói xem cuộc sống như vậy vui sướng biết bao người vui vẻ thì sẽ không dễ dàng bị sanh bệnh không dễ dàng già yếu người không vui vẻ thì rất dễ sanh bệnh rất dễ già yếu ngàn ngữ trung quốc có nói lo buồn khiến con người ta già người có ưu lo thì già rất nhanh những sự việc như vậy các vị chỉ cần chú ý một chút thì sẽ phát hiện được con người khi đang có công việc bình thường Mỗi ngày đều bận rộn công việc của mình Nên họ quên mất đi việc già Xiên đăng mà làm việc Đến sau khi về hưu Không có việc gì để làm Về nghỉ hưu thì nghĩ rằng mình đã già rồi Họ liền nghĩ đến già Ta già rồi Người mà già rồi thì như thế nào? Người già thì như thế nào? Người già thì thường hay sinh bệnh Họ lo sợ bị sinh bệnh Họ lo lắng sinh bệnh Họ lo sợ sanh bệnh thì chính là nghĩ đến bệnh Thế là bệnh liền đến Sau khi bị bệnh thì sợ chết Sợ chết là nghĩ đến chết Họ sẽ chết rất là nhanh Bạn hãy xem Rất nhiều đồng học bạn bè của chúng ta Sau khi đã dị hưu được 2 năm Mà không gặp mặt Vừa gặp mặt trở lại thì thấy họ già đi Bằng như mười mấy hai mươi năm vậy Thay đổi nhiều đến như vậy Họ nhìn tôi rất là ngưỡng mộ Hồi nói Pháp Sư Vì sao mà mỗi năm một trẻ hơn vậy Thật là ngưỡng mộ Họ không hiểu được cái đạo lý này Chúng tôi thì nhìn thấy Rất rõ ràng Rất minh bạch Nhất thiết Pháp tùng tâm tưởng sanh Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này Thì tại sao bạn không nghĩ đến Phật Bạn mỗi ngày từ sớm đến tối Nghĩ tưởng lung tung để mà làm gì cho nên đọc kinh đọc kinh giúp đỡ chúng ta được điều gì giúp chúng ta nghĩ đến phật phật ở đâu vậy phật ở trên kinh điển tất cả chúng ta ở cùng nhau ngày ngày ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận phật pháp là nghĩ tưởng đến phật nghĩ tưởng như vậy là chính xác chánh niệm chánh tư duy thì họ làm sao lại không an lạc ngoài việc nghĩ tưởng đến phật đến bồ tát thì đều gọi là tà niệm tà tư duy tuy là bạn nghĩ tưởng đến trời đến thần cũng được xem là chánh niệm chánh tư duy nhưng nó không cứu cánh không triệt để đây đều là nói gặp duyên không đồng Duyên đã đầy đủ rồi Thành tựu hay không Là ở thiện căn Thiện căn rất quan trọng Thứ nhất là nói thiện căn của thế gian Pháp Không tham Không sân Không si thiền căn của thế gian pháp bao gồm cả sáu cõi ư ừ, nhất thiết pháp bao gồm cả thân thể này của chúng ta nhất định không có tham ái vô tham vô sân vô si Bồ Tát vẫn còn phải có một cái thiện căn. Bồ Tát chỉ có một cái thiện căn là tinh tấn. Là tinh tấn ba la mật ở trong lục ba la mật. Tinh là thuần mà không tạp. Đây gọi là tinh. Tấn là tuyệt không thối chuyển. Thiện căn duy nhất của Bồ Tát thế xuất thế gian tổng gợp lại mà nói thiện căn chỉ có bốn cái vô tham vô sân vô si tinh tấn mà chỉ cần nắm bắt bốn cái này thì bạn vĩnh viễn sẽ tiến về phía trước chứ không lui sụp gì sao thiện pháp của thế xuất thế gian bạn đều thành tựu rồi rất nhiều người hiểu được cũng biết giảng Giảng nói cũng rất rõ ràng Rành mạch Mà hội đối với thế gian Pháp Thì như thế nào Vẫn là còn có tâm tham Vậy thì cũng hết cách Chỉ cần có tâm tham Ở trong thế gian Pháp Có tham sân si ở trong đó Thì thiện căn của suốt thế gian Liền không còn nữa Tin tấn không có phận Chúng ta tuy là thường Nhắc đến nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu họ làm không được cho dù làm được thì họ có đó không phải là thiện căn vì sao vậy vì họ đã có sen tạp tham sân si ở trong đó đều đã phá hỏng nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu của họ rồi cho nên họ không khai ngộ tuy là rất dụng công ngày ngày đều có vẻ rất dũng mãnh tinh tấn nhưng không khai ngộ vẫn cứ mê hoặc điên đảo y như cũ đây chính là trên kinh giáo thường nói là bất giải như lai chân thật nghĩa chúng ta mong muốn là nguyện giải như lai chân thật nghĩa kết quả thì như thế nào kết quả là bất giải như lai chân thật nghĩa vậy thì bạn không thể nào khế nhập được cảnh giới của như lai sự việc chính là như vậy vẫn là phải rõ ràng vẫn là phải hiểu rõ vậy thì đúng cho nên hai câu sau cùng này nó được rất hay bài kệ tụng này phía sau càng ý nghĩa hơn trong tiểu khoa chúng tôi đánh dấu là bi ít chánh niệm là đại bi tâm lợi ích chánh niệm Diệt dĩ đại bi tâm lợi ích chư quần phẩm ly dục thâm chánh niệm tịnh huệ tu phạm hạnh đây là nói người giảng sanh đến thế giới cực lạc hoa khai kiến Phật Thân tâm thanh tịnh Trí huệ dũng mãnh Đại bi vô lượng Từ giác giác tha Thành tựu bồ đề Chúng ta đọc tiếp những lời phía sau Thì giai A-di-đào Phật Ai thần lực cố bổ nguyện lực cố Mãn túc nguyện cố Minh liễu kiên cố Cứu cánh nguyện cố Cố năng lệnh Trường giả ưu đạo chi phàm phu Trí huệ thanh tịnh Thân tâm như Phật Do thị khả kiến Thử độ đại tâm phàm phu Mong Phật gia bị Thường bối giảng sanh Đắc vô sanh nhẫn Hữu hà tức dị Chúng ta xem đến chỗ này quan lão cư sĩ Mấy câu nói này nói được rất chính xác Vô cùng chân thật Tôi muốn nói Với các đồng học Trước khi chúng ta giảng sanh Thì được Phật lực gia trì Như vậy bạn mới có thể tin Mới có thể khẳng định Về việc gia trì sau khi giảng sanh đến cực lạc Hiện tại chúng ta chưa có giảng sanh Thì có thể nhận được 10 phần gia trì Giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì chúng ta tin rằng Sẽ nhận được 100 phần gia trì chúng ta ngày nay học tập có thể buông bỏ phiền nổ tập khí có thể như lý như pháp mà tinh tấn thì có cái gì mà không được phật lực gia trì chứ phật lực gia trì rõ ràng nhất từ ngoại duyên mà nói đó chính là cuộc sống an định đời sống vật chất thì không cần phải bận tâm chút nào đây không phải phật lực gia trị thì là cái gì khi tôi mới bắt đầu học lúc đó thì tôi vẫn chưa xuất gia chứ gia đại sư đối với tôi chỉ cần chân thành phát tâm y giáo phụng hành buông bỏ vạn duyên ngày đói một đời này của bạn tự nhiên sẽ được phật bồ tát chăm lo không cần bản thân mình phải lo lắng chút nào tôi tin lời của lão sư đây là việc mà thành tựu cả đời tôi không giống với người khác người khác thì chưa chắc chịu tin vào lời của lão sư tôi thì tin một trăm phần trăm Người lớn thì làm sao lại lừa gạt tôi Không có lý do gì để lừa gạt tôi Tôi cùng với chuyên gia đại sư vào lúc đó thì Ngài đã 65 tuổi rồi Tôi 26 tuổi Ngài hơn tôi 39 tuổi Đáng là bậc ông của tôi rồi Ngài đối xử với một người trẻ tuổi như tôi Cũng như là đối với con cháu của mình vậy làm sao có thể lừa gạt tôi được chứ Một trăm phần trăm y giáo phụng hành Nếu mà chưa đạt được một trăm phần trăm Thì là luôn muốn nâng lên Cho nên trong cả cuộc đời tôi Chưa hề cầu cạnh một ai Đói chết lạnh chết thì cũng đáng đời vì chính mình đời trước không tu Không có phước Đi xin xỏ người khác Thì đúng là Một sự việc rất khó coi Cả đời tôi Dù có đói chết hay lạnh chết Thì tôi cũng sẽ không đưa tay ra Để mà hỏi xin người ta Một xu nào Đây là cá tính của tôi Toàn bộ đều là cầu ở Phật Phật lực gia trì bản thân tôi không làm một việc nào mà có chút miễn cưỡng vì sao vậy khổ lắm cho nên có người đến hỏi tôi họ hỏi thưa pháp sư nếu như có người tặng ngài một món tiền bỏ ngài xây một cái đạo tràng món tiền này chỉ có thể xây được một nửa thôi không đủ để xây cho xong thì ngài phải làm như thế nào tôi nói tôi không làm tôi cũng không cần làm tôi tuyệt đối sẽ không nói là còn thiếu chưa đủ tôi đi ra ngoài xin thêm nhưng này thì tôi không làm được tôi sẽ xả bỏ thật là sạch sẽ biết không thể để cho thân tâm mình có chút nào gánh nặng có việc thì tôi sẽ vì mọi người mà làm Duyên thành thục rồi thì làm Duyên không thành thục thì quyết không làm Những sự việc này Tuổi tác càng cao Thì dường như duyên cũng dần dần Ngày một thành thục hơn Càng ngày càng nhiều Có duyên phận Thì tôi sẽ thay mọi người làm thêm ít việc tốt từ bản thân tôi không làm Mà là thay mọi người làm việc tốt Rất nhiều rất nhiều người muốn tu phước Không biết cách tu như thế nào Tôi giới thiệu cho họ Tôi giúp đỡ họ tu Việc này thì được Cho nên hiện tiền Thì được Phật lực gia trị nhưng mà làm thế nào để được Phật lực Tâm của bạn phải đồng với tâm của Phật Nguyện của bạn phải đồng với nguyện của Phật Tâm của Phật chính là tâm Bồ Đề Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, tự bi Tâm của hết thảy chư Phật chúng ta có phải là có cái tâm này chân thành thì quyết không có hư vọng khởi cái tâm hư vọng đối với người một vọng thì hết thảy vọng đối với chư phật bồ tát cũng là cái tâm hư vọng thì làm sao có cảm ứng được chứ không thể nào nếu quả nhiên bạn dùng là chân tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm từ bi tâm không những là cảm ứng đạo giao với phật bồ tát mà còn cảm ứng đạo giao với hết thầy chúng sanh cảm ứng đạo giao với thiên địa quỷ thần là tự nhiên như vậy nguyện đồng với nguyện của phật 48 nguyện của A Di Đà Phật. Bốn mươi tám nguyện thì quá nhiều Nếu như bạn không có cách nào ghi nhớ được Thì bạn hãy nắm chắc tổng cương lĩnh Tổng cương lĩnh là gì? Là tứ hoàng thể nguyện Chúng sanh vô biên thể nguyện độ bạn phải có cái nguyện này độ là gì là giúp đỡ chúng sanh vô lượng vô biên khi họ cần đến sự giúp đỡ thì chủ động mà giúp đỡ họ không nên đợi họ đến cầu đợi họ đến cầu thì chúng ta đã sai rồi chúng ta sơ ý không có chiếu cố được đến họ họ đến dù nhìn thấy họ thì lập tức phải chiếu cố trong việc chiếu cố họ thì quan trọng nhất chính là giúp đỡ họ giác ngộ cho nên vẫn là dạy học bạn xem thích ca mâu ni phật năm xưa còn tại thế giảng kinh hơn 300 hội thuyết pháp 49 năm ngày ngày đều dạy người Dạy người giác ngộ Ngộ rồi thì lìa khổ được vui Ở Trung Quốc thì các vị nhìn thấy có huệ khả Đây là nhị tổ của thiền tông Khi Ngài còn chưa giác ngộ Thì Ngài cảm thấy khổ Tâm bất an Tâm bất an chính là có âu lo Thỉnh cầu Tổ sư Đạt Ma an tâm cho ông Tổ sư Đạt Ma giúp cho Ngài khai ngộ sau khi vừa khai ngộ thì Ngài liền hiểu Lo âu trong tâm liền không còn nữa Lo âu dướng mắt nhộm tưởng chấp trước toàn bộ không còn nữa Tổ sư Đạt Ma liền đem y bác truyền lại cho Ngài Ngài liền trở thành nhị tổ của Thiền Tông Giác rồi thì liền an Cho nên chư Phật như Lai Giúp đỡ hết thảy chúng sanh Thì đây là việc lớn số một Nếu như không giúp đỡ họ được việc này Thì tất cả những việc khác đều là giả Đó đều không phải là chân thật Trên Kinh Bát Nhã nói được rất hay Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Không có đồ ăn Bằng giúp đỡ họ Đem thức ăn tặng cho họ Không có mặt tặng quần áo cho họ Bằng không có giúp đỡ họ giác ngộ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Bạn làm đó tất cả đều là hư vọng Cái gì mới là chân thật Giúp đỡ họ giác ngộ mới là chân thật Giúp đỡ họ giảng sanh là chân thật Ở trong chân thật Chân tướng sự thật này Không thể nào không biết Đạo lý này thật sự là rất sâu, rất sâu Kinh Phật nói rất rõ ra Tổ sư Đại Đức Cũng đã nói rất minh bạch Bạn phải xem nhiều, phải nghe nhiều Xem không rõ, nghe không hiểu Thì vấn đề ở đâu? Nghiệp chướng quá nặng rồi nghiệp chướng tóm lại bà nói một chữ là nghi tham sân si mạng nghi nghe xong thì sao bán tính bán nghi như này thì khó cho nên người thật sự tu hành phải làm ra tấm gương tốt cho những người này xem họ nhìn thấy rồi thì mới tin họ mà chưa nhìn thấy nếu bạn nói thì họ sẽ không dám tin Cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa còn tại thế Đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem chúng ta tuy là không có nhìn thấy nhưng trên kinh điển thì có ghi chép trong đại tạng kinh thì có thích ca phổ và thích ca phương chí đó là truyền ký của thích ca mâu ni phật do người thời nhà đường viết lại sau khi chúng ta đọc Tự nhiên sẽ sinh ra sự kính ngưỡng Đối với Thế Tôn bằng mới có thể sanh ra được tâm cung kính Tiến thêm một bước Là phát nguyện muốn học Ngài Muốn học tập ở Ngài Đây là học Phật Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Chính là biểu lộ ra từ ngay trong cuộc sống thường ngày Công việc Cuộc sống Công việc của Ngài là dạy học Bạn hãy xem Ngài đối người tiếp vật Những tình tiết nhỏ nhặt là gì? Nó các vị biết những chi tiết nhỏ nhặt chính là đệ tử quy Chính là thập thiện nghiệp các vị xem Lời nói cử chỉ Đối người tiếp vật của Ngài Ở trong cuộc sống hàng ngày Các vị đem đệ tử quy ra mà đối chiếu Cho nên ghi chép lại cuộc sống của Ngài Chính là chế luật Không có chút gì là miễn cưỡng Tự tự nhiên nhiên Tốt rồi, thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi A-di-đà Phật Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu cổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật